Cảm ơn mọi người đã quay trở lại với kênh Nam Kể Chuyện Ma, đã dành một thời gian lắng nghe những câu chuyện mà Nam sắp chia sẻ. Mọi người yêu thương á, nhớ like, share, đặc biệt là bấm nút đăng ký kênh giúp Nam. Các bạn bè, anh chị em, quý cô chú có những câu chuyện ma tâm linh muốn chia sẻ đến cho tất cả mọi người, có thể gửi về Gmail hoặc là Zalo đang hiện lên trên màn hình. Còn bây giờ, Nam xin phép được bắt đầu kể câu chuyện của ngày hôm nay. Chúc cho mọi người sẽ có một buổi nghe chuyện thật là vui vẻ. Câu chuyện của ngày hôm nay là của chị này, là chị Linh, kể về cái mảnh đất, cái ngôi nhà mà trước đây ông bà ngoại của chị đã từng sinh sống. Nói về cái mảnh đất này đó, thì nó vốn là một cái trường bắn của lính Mỹ, lính Pháp ngày xưa. Máu đổ rất là nhiều và xác người la liệt luôn. Những người dân ở cái vùng đất này, người ta không một ai ở trên cái mảnh đất đó. Vậy mà ông bà dám xuống tiền để mà mua nó. Bởi lẽ vì thời điểm đấy là ông bà ngoại thì đông con cái, nhà thì chật, nên là phải mua đất thêm để mà có thể dựng nhà lớn hơn để mà cho con cái của mình ở. Ông bà thì không quá là giàu có, mà cái mảnh đất này thì nó lại rẻ, nên thôi ông bà bấm bụng mua luôn. Nỗi lo về ma quỷ nó cũng nhiều, nhưng mà nỗi lo về cái việc mà không có chỗ ở đó nó còn nhiều hơn nữa. Khi mà về đây để mà ở đó thì ông bà không có gặp chuyện gì hết. Tại vì đằng trước nhà của ông bà ngoại á, người ta có dựng lên một cái ngôi chùa. Sau này khi mà người Hoa sang Việt Nam nhiều đó, thì ở cái mảnh đất phía đằng sau lưng nhà của ông bà ngoại á, cũng có người tới để mà xây chùa luôn. Thì chùa này là của người Hoa, người Tàu, và chỉ thờ mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát thôi. Và trong cái chùa đó đó, chỉ có những vị ni cô ở. Có nghĩa rằng đằng trước nhà, đằng sau nhà đều có chùa hết. Nên là ông bà cũng yên tâm một phần nào. Sáng trưa chiều tối luôn luôn nghe những cái tiếng kinh, tiếng gõ mõ, những cái câu mà Nam Mô A Di Đà Phật. Nên là ông bà cũng vững tin để mà ở lại cái ngôi nhà đó. Và thời gian cứ như vậy mà trôi qua trôi qua. Cái năm đó đó là mẹ của chị Linh là được 16 tuổi. Thì ngày đấy là ông bà ngoại được một người họ hàng, người ta mời đi ăn đám cưới xa. Nhà thì tới 7 anh chị em. Nếu như mà ông bà ngoại mà lôi hết toàn bộ mấy đứa con đi thì xe nào mà chịu cho nổi. Tại vì á, xe, những cái phương tiện di chuyển ngày xưa thì nó cũng hạn chế. Nên là ông bà để một nửa người con ở nhà, một nửa người con lại đi theo. Thì những người con ở nhà đó là có mẹ của chị luôn. Mẹ của chị đêm tối hôm đó đó là ngủ cùng với hai người em của mình. Đó là cái đêm đầu tiên kể từ khi mà mẹ với ông bà ngoại với những anh chị em của mẹ về đây ở mà mẹ ngủ một mình như thế. Đêm đó đó là mẹ nằm ở giữa, rồi hai người em nằm hai bên. Không biết làm sao nhưng mà đêm đó đó là mẹ ngủ không được. Mẹ cứ trằn trọc mãi, nhìn hai đứa em ngủ ngon lành mà thấy phát bực luôn đó. Thì mẹ lăn qua lăn lại một hồi, tự nhiên cái mẹ mới nghe thấy ở phía ở trên gác là có tiếng của những cái viên sỏi nó rơi. Nó rơi cọc cọc cọc. Mẹ mới nghĩ trong đầu rằng là ủa cái gì vậy ta, hay là con chuột, con mèo gì đó nó tha một cái món đồ gì đấy nên là mới phát ra những âm thanh đó. Thì mẹ cũng phớt lờ luôn. Nhưng mà một hồi mẹ lại nghe nữa, mà mẹ mới để ý, mẹ mới thấy là những cái âm thanh này nó theo cái tần suất và theo cái nhịp độ rất là chuẩn luôn. Giống như là cứ cách một giây là nó sẽ kêu một lần, mà không có mèo con chuột nào mà làm rơi đồ mà rơi đúng cái nhịp như vậy. Một hồi thì cái âm thanh đó nó hết, thì mẹ lại nghe thấy tiếng bi rơi giống như là có một cái đứa nào đó đó đang chơi ở trên cái gác. Mà mẹ nhìn qua nhìn lại thì thấy hai đứa em vẫn đang nằm đây mà ngủ, và nhà chắc chắn không có một ai. Tự nhiên trong lòng của mẹ cảm dâng lên một cái nỗi sợ. Nói về cái hướng mà mẹ nằm ngủ nha mọi người, thì mẹ ngủ là ở ngay cái giường ở dưới cái chân cầu thang. Mẹ có thói quen là cái đầu ngủ của mẹ sẽ hướng ra ngoài cửa và cái chân sẽ hướng vào cầu thang. Kế bên hông là mẹ sẽ để một cái đôi dép để nếu như mà ban đêm ban hôm mà mẹ muốn đi vệ sinh á, thì mẹ sọt chân vào một cái là đi được thôi. Mà bà ngoại là đã dặn mẹ rồi, làm gì thì làm, đừng có để dép ở kế bên cái giường ngủ của mình, kẻo như là ma quỷ người ta mượn dép đó.
Thì nhiều lần là bà ngoại nói với mẹ như thế, nhưng mà mẹ không có tin. Mẹ bác bỏ những cái chuyện liên quan tới ma quỷ lắm. Nhưng mà sao tự nhiên cái đêm đây nè, trong đầu của mẹ cứ hiện lên cái hình ảnh ma quỷ thôi. Thời điểm đó đó là nhà vẫn chưa có đèn đâu, mà phải sử dụng cái đèn dầu á mọi người, chưa có đèn điện, sử dụng đèn dầu. Mà đèn dầu thì ai cũng đều biết là nó có cái ngọn đèn ở đây, thì ở xung quanh á là nó sẽ có một cái chum bằng thủy tinh để mà bọc lại. Thì rõ ràng là không hề có gió, nhưng mà tự nhiên cái ngọn đèn ở trong cái cây dầu á nó di chuyển giống như là ai đó thổi vào vậy đó. Thì ai mà thắp đèn cầy sẽ biết cái ánh đèn đó đó, mà nó hất qua hất lại một cái là ánh sáng nó sẽ bị hắt qua hắt lại như vậy nè mọi người, là chỗ sáng chỗ tối. Mẹ sợ rùng cả mình luôn. Thì tự nhiên ánh đèn tắt hẳn hoàn toàn. Bây giờ cái ánh sáng duy nhất trong cái căn nhà này á là cái ánh sáng từ phía trăng nó hất qua cái cửa sổ, hoặc là hất qua những cái khe cửa nhỏ. Thì mẹ mới tiếp tục nghe thấy những cái âm thanh có két có két. Nhìn về phía ở trên cầu thang á, có một bóng người xuất hiện. Cái người này nè mặc nguyên một cái bộ đồ màu trắng với một cái mái tóc đen dài. Thì mẹ biết đó là phụ nữ. Cái mái tóc của cái người đó nó che hết toàn bộ khuôn mặt luôn. Thì cái người này mới đi từng bước theo cầu thang đi xuống dưới nhà. Bước tới đâu á là cái cầu thang gỗ nó kêu cót két cót két. Tim của mẹ là hững một nhịp luôn. Mẹ biết là mẹ nhìn thấy cái gì rồi. Thì khi đó là mẹ mới nhắm mắt lại, mẹ mới bắt đầu niệm Phật. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Mẹ niệm một hồi cái mẹ không còn nghe thấy tiếng cót két nữa. Thì mẹ tưởng rằng là người ta sợ người ta đi, mẹ mới mở mắt ra để mà nhìn. Thì mới thấy là cái người phụ nữ đó đứng ở ngay giữa cầu thang, mà cái hướng nhìn của người đó giống như là nhìn trực diện vào mẹ vậy đó. Giống như rằng là mày tính niệm Phật hả? Mày tính niệm Phật hả? Ý là mẹ nghĩ như vậy đó. Mẹ nhìn một cái là cả người mẹ bất động luôn. Mẹ mới vội là lấy cái mền á, mẹ chùm cái đầu lại. Thì mẹ mới niệm ở trong lòng vậy nè: cô dì ơi, cô làm ơn á, cô tha cho con đi. Con á, con nít nôi, con không biết gì hết đó. Cô ơi, cô tha cho con đi. Thì khi mà mẹ nói như vậy á, cái một hồi cái mẹ nhìn lại, mẹ thấy cái người phụ nữ đó hoàn toàn biến mất. Nhưng mà sau đó mẹ nghe thấy tiếng dép, cái tiếng dép của mẹ đó sạc 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 sạc, giống như là ai đó mang cái dép của mẹ sau đó là đi á. Mà cái âm thanh là nó hướng về phía của cái toilet. Cái mẹ mới nghe thấy tiếp đó là âm thanh của tiếng nước dội á, ào 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 ào, giống như là ai đang tắm trong cái toilet. Một hồi thì lại nghe thấy tiếng dép đi ra, mà lần này đó là cái tiếng dép mà nó bị dính nước, nên là nó cứ chèm nhẽm chèm nhẽm chèm nhẽm chèm nhẽm chèm nhẽm. Mẹ lúc đó là mẹ nhắm mắt lại, mẹ đâu dám nhìn luôn, cho tới khi mà xung quanh là mẹ không còn nghe thấy tiếng gì nữa. Thì mẹ mở mắt lại, mẹ nhìn tiếp thì mẹ lại thấy cái người phụ nữ đó đó đứng ở ngay cầu thang, cứ đứng mà nhìn phía mẹ thôi, cứ đứng mà nhìn như vậy. Mẹ nói lúc đó là mắt của mẹ cay xè luôn, là giác quan của mẹ là không còn nhận thức được gì hết, lạnh nóng rồi hả như thế nào là không. Mẹ muốn chết chân ở trong người, tại sao cái người phụ nữ đó cứ đứng đó mà nhìn mình hoài. Rồi người đó mới bắt đầu bước lên nha, cót két cót két, bước từng bước đi lên trên gác. Tới khi mà cái người đó bước hết lên trên gác thì cái ánh đèn dầu á tự nhiên nó sáng trở lại, ánh sáng nó chan hòa hết tất cả mọi thứ, thỏa lấp đi bóng tối. Thì lúc này là mẹ xỉu luôn, tại vì nó quá sức chịu đựng của mẹ trong cái thời điểm mẹ mới 16 tuổi như thế. Vào thời điểm đó thì cô của chị Linh, tức là anh chị em với mẹ đó, là cô này cũng 17 tuổi, tạm gọi là cô Lan nha. Cô Lan cũng 17 tuổi thì cũng ở một cái độ tuổi đôi mươi. Cô Lan á, là niềm tự hào của bà ngoại, tại vì cô Lan cổ rất là đẹp và cổ siêng học dữ lắm.
Năm đó đó là ở ngay cái ngôi chùa của người Hoa đó, là người ta có mở những cái lớp học dạy tiếng Hoa miễn phí. Thế nên là cô Lan cổ hay qua đó để mà cổ học. Cô giỏi lắm, bà ngoại luôn luôn yêu thương cổ và nghĩ rằng là tương lai sau này của cổ là sẽ rộng mở, rồi có ăn có học nè, rồi xinh đẹp nữa, sẽ có một cái cuộc sống tươi đẹp hơn ông bà ngoại. Thì cô Lan này cổ có quen với một cái anh. Anh đó đó là năm đấy là anh cũng hơn 20 mấy tuổi rồi. Anh tên là anh Quân nha. Bà ngoại thì không có cấm cản gì, bởi vì anh Quân này là có công ăn việc làm, mọi thứ rất là ổn định. Ảnh cũng là một người có học thức mà. Thì ảnh cùng với lại là cô Lan á, hay ra cái cây khế ở trong cái vùng này nè, ngồi đó để mà trò chuyện, rồi lấy sách vở ra để mà ôn bài. Thì cô Lan hay hỏi anh này những cái tiếng Hoa, thì anh này là cũng dạy lại luôn. Là hai người á, tình yêu rất là trong sáng luôn. Và bà ngoại ủng hộ, bà ngoại chưa một lần cấm cản. Nhưng mà cho tới một ngày cô Lan bị điên luôn. Nói về cái lý do mà cô Lan bị điên là như thế này. Sau một khoảng thời gian quen biết nhau á, thì anh Quân này nè, ảnh được điều chuyển công tác sang một cái nơi khác rất là xa. Thế nên là ảnh cảm thấy là cái mối tình này nè không có tiếp tục được. Ảnh mới đưa ra một cái kết luận rằng là sẽ chia tay với lại là cô Lan. Cô Lan lúc đó là cô buồn và cô níu kéo dữ lắm. Nhưng mà anh này ảnh vẫn dứt áo để mà ra đi. Sau những ngày đó, ngày nào cô Lan cô cũng khóc. Rồi cô đi ra ngoài cái chỗ mà cây khế đó. Cái cây khế này nó to dữ lắm và tán lá tùm luôn. Cô cứ khóc, rồi cô cứ than vãn, rồi cô cứ nói rằng là cô nhớ anh Quân thôi. Cho tới một ngày á, cái cảm xúc của cô Lan ngày càng dâng trào và nó bùng nổ. Thì cô Lan trở thành một người tâm thần luôn. Đôi khi là cổ khóc, đôi khi là cổ cười. Bà ngoại lúc đó sốc lắm và bà ngoại tuyệt vọng luôn. Bởi vì cô Lan là một cái ước mơ mà bà ngoại gửi gắm vào trong đó. Tự nhiên đang yên đang lành, con mình bị khùng thì hỏi sao mà không sốc cho được. Thì bà ngoại là mới đưa cô Lan đi chạy chữa khắp nơi luôn. Nhưng mà y tế vào cái thời điểm đó thì mọi người biết rồi, đâu có phát triển như bây giờ đâu. Lúc này thì những người ở trong cái vùng á, mới lại để mà nói chuyện với bà ngoại. Thì bà ngoại mới mường tượng ra được, biết rằng là cô Lan bị gì rồi. Bởi vì người ta nói á, là người ta thấy cô Lan với lại là anh Quân á, là hay đi ra cái cây me để mà ngồi chơi. Mà cái cây me này trước đây nha, đã từng có một đôi nam nữ treo cổ để mà tự vẫn. Thì bà ngoại nghe xong á, thôi chết rồi. Có khi nào là con của mình nè đang bình thường bị vong ám, hên nên là mới bị điên như vậy. Và cho tới cái đêm tối ngày hôm đó đó, thì bà ngoại khẳng định rằng chắc chắn là cô Lan bị vong theo ám rồi. Đêm tối hôm đó đó là bà ngoại á, đi lên trên gác, thì bà ngoại mới nhìn thấy á, là có ánh đèn. Và cái phía mà cửa đó của phòng của cô Lan đó là hắt ra, nên là bà ngoại mới đi chậm chậm tới coi thử như thế nào. Thì ngoại nhìn thấy mà ngoại há hốc mồm, phải vội lấy tay bịt miệng lại. Bởi vì hình ảnh ở bên trong phòng này là cô Lan á, cổ đang ngồi trước một cái gương, cổ đang chải tóc. Mà cái gương này nè, nó phản chiếu hết toàn bộ những thứ có trong phòng, nhưng lại không có hình ảnh của cô Lan ở trong cái gương đó. Thì ngoại là đứng tê dại luôn. Bất chợt giống như là cô Lan cổ biết ngoại đứng ở phía ngoài nhìn á, cổ mới quay đầu ra cổ nhìn. Cổ nhìn về phía ngoại nhưng mà cái ánh mắt đó ngoại khẳng định đó không phải là cô Lan. Thì cô Lan cũng mới mở miệng ra, cổ mới nói rằng đi vào trong này á, chải tóc cho con đi. Bà ngoại như bị thôi miên vậy đó, cứ như vậy mà đi vào đứng để mà chải tóc cho cô Lan. Mà ngoại thấy á, ngoại phản chiếu ở trong gương nhưng mà cô Lan thì không có. Giống như là ngoại đang chải ngoài không trung vậy đó. Trời ơi, da gà của ngoại nổi lên hết. Ngay ngày hôm sau là ngoại đi qua cái chùa của người Hoa đó, chùa của mấy vị ni cô mà thờ Quán Thế Âm Bồ Tát. Thì ngoại mới kể lại cái câu chuyện đó. Thì những vị ni cô mới kêu ngoại rằng là bây giờ là về nhà tắm rửa thay đồ cho cô Lan đó, rồi đem cô Lan qua bên chùa để mà cho các ni coi.
Thì ngoại về, ngoại tắm rửa, ngoại thay đồ, ngoại cũng dụ cô Lan đi nha. Mà cô Lan lúc đó không chịu đi, thì ngoại mới phải nói dối. Ngoại kêu rằng là thôi đi đi, rồi hả má cho con bánh cho kẹo nè, cả nhà đi hết luôn. Thì mới dẫn cô Lan qua bên chùa của người Hoa được, chùa Quan Thế Âm Bồ Tát của mấy ni á. Thì qua bên đó là mấy ni chuẩn bị hết rồi. Mấy ni á là có dùng những cái sợi chỉ đỏ đó, mấy ni đan thành một cái hình bát quái ở trên cái nền đất. Thì mới kêu rằng là dẫn cô Lan vào giữa cái vòng bát quái này. Cô Lan cũng không chịu, bà ngoại dụ dữ lắm luôn á, thì cổ mới vào trong đó. Thì khi mà cổ vừa mới bước vào là mấy ni mới ngồi á hả, xếp bằng xung quanh hết, rồi mới bắt đầu là gõ mõ tụng kinh, gõ mõ tụng kinh, gõ mõ tụng kinh liên tục luôn, làm lia lịa. Thì cô Lan cổ hoang mang, cổ không biết gì hết, cổ mới tính là chạy ra khỏi cái vòng đó. Thì cổ không ra được luôn. Có nghĩa là cổ mà chạy tới một cái là giống như là có một cái bức tường vô hình á, cản cổ vậy đó. Và có hàng ngàn người lôi cổ ngược lại. Thì cổ cứ chạy tới là cổ bị phản ngược lại. Trời, cổ không biết, cổ hoang mang luôn. Thì cổ mới bắt đầu cổ khóc, cổ khóc, cổ la. Nhưng mà mấy ni á mới kêu cả nhà rằng là bình thường đi, không sao đâu, đang cố gắng để mà giúp cho cô Lan thôi, chứ không có gì đâu. Là cứ tụng kinh gõ mõ liên tục. Là cô Lan cô sợ lắm, tại vì cái mặt cổ là hớt hải luôn, cô không biết là chuyện gì đang xảy ra với cổ. Mẹ ơi cứu con, mẹ ơi cứu con. Bà ngoại nghe cái tiếng kêu như vậy mà bà ngoại xót xa trong lòng ngực luôn. Cho tới khi một hồi là cô Lan cổ gục mặt xuống vậy nè, cái xong cổ mới từ từ cổ mới ngước lên, cổ mới chắp tay lại, cổ nói vậy: mấy ni ơi, mấy ni ơi, mấy thầy ơi, tha cho con đi, tha cho con đi, đừng có làm hại con mà, đừng có làm hại con mà. Thì một cái vị ni á mới nói rằng á là cô á, vong này nè, rốt cuộc là ai mà nhập vào người nữ này, tại sao mà muốn hại người ta. Thì cái vong đó đó mới nói rằng là con là con gái của bà Tám, con không có muốn hại cái người đâu, chẳng qua là vì con uất hận, con tức quá. Thì mới hỏi là tại sao uất hận, tại sao tức, thì nói cho người ta nghe đi. Thì cái vong này á nhập vào trong người của cô Lan mới nói rằng á, ngày trước khi mà cổ còn sống đó, là cổ có yêu một cái anh này là lính của bên Mỹ, bên Pháp gì đó, mà gia đình của cổ thì không chấp nhận cái việc mà người Việt Nam lại yêu một cái người lính bên giặc, nên là ra sức ngăn cản. Thì cái cô này cô yêu quá, cổ hóa rồ luôn, cổ mới rủ cái anh đó đó là cùng với cổ là treo cổ tự vẫn ở ngay góc của cái cây khế. Anh này anh cũng đồng ý, nhưng mà ai về đâu, sau khi mà tự vẫn thì cái anh đó đó ảnh được đi siêu thoát, mà cái cô này nè cổ không được siêu thoát, cổ cứ ở hoài, ở mãi ở ngay cái góc của cây khế. Cổ rất là buồn, cổ rất là tủi, tại sao là yêu nhau đến mức mà tự vẫn rồi vẫn không thể nào đi cùng nhau. Nhưng mà cổ ở đây, cổ chưa từng một lần nào cổ hiện ra cổ hù nhát một ai hay là cổ hại người cả. Cổ hiền dữ lắm, cổ chết rồi cổ vẫn hiền nha. Cổ cứ ở đó hoài luôn, cho tới cái ngày mà cô Lan cùng với lại là anh Quân đi ra cái cây đó để mà ngồi. Thì cái lòng đố kỵ và cái sự uất hận của cổ bắt đầu xuất hiện. Bởi vì cổ nói rằng là tại sao cổ cũng bằng tuổi với cô Lan mà cô Lan được hạnh phúc, còn cổ không được hạnh phúc. Cổ mới tìm đủ mọi cách, giống như là cổ khiến gì đó. Thì cuối cùng là anh Quân này nè, ảnh phải chuyển đi công tác ở một cái nơi khác, và ảnh mới nói lời chia tay. Thì cái cô đó đó, cổ mới đi theo cô Lan để mà ám. Và cái vong của cái cô này nè mới có một cái suy nghĩ rằng là sẽ giết chết cô Lan để mà cho cô Lan á thế cái chỗ của cái cô mà tự vẫn này nè, thì cổ sẽ sớm ngày được siêu thoát để mà có thể gặp được người yêu của mình. Thì ra từ đầu đến cuối mọi chuyện là như thế. Thì sư á mới nói rằng là cái cô này nè, cổ chết lâu rồi, nhưng mà từ trước tới giờ là cổ không hề có oán khí, mà cô không hiểu sao cô không được đầu thai. Chắc có lẽ là do gia đình không có chịu tụng niệm Phật rồi dẫn hồn về nhà, nên là cô cứ ngự mãi thôi. Cho tới khi mà cô có một cái chấp niệm như vậy á, nên là dần dần là cô mới hại người. Nhưng mà cô yếu dữ lắm, cô không có đủ khả năng để mà có thể hại được đâu. Và mấy sư là vẫn có thể thu phục được. Thì mới quay qua hỏi mẹ của là bà ngoại đó, là muốn làm sao. Thì ngoại suy nghĩ một hồi thì ngoại mới hỏi mấy sư mấy ni rằng là có cách nào để mà có thể tụng niệm để mà cho cô này nè cổ siêu thoát được hay không.
thì mấy sư mới nhìn, mấy sư mới cười, mấy sư mới gật đầu, mấy sư mới nói rằng có. Rồi không biết khi nào là cô muốn, thì mẹ, ý là bà ngoại đó, mới nói rằng là càng sớm càng tốt. Thì mấy sư mới kêu rằng rồi được rồi, vậy thì sẽ cố gắng để mà tụng niệm cho cô này của siêu thoát. Thì khi mà nghe như vậy đó, cho cái cô này cũng mới bắt đầu là cổ khóc. Cổ đang ở trong thân xác của cô Lan, cổ khóc nha. Cổ mới lập đầu xuống, cổ mới cảm ơn bà ngoại, mới nói rằng là con cảm ơn bác. Bác tốt quá. Cứ tưởng rằng là bác sẽ kêu mấy sư là giết con luôn. Thì ngoại kêu rằng không, cô thì cũng không có lỗi gì đâu. Chẳng qua là trong một cái lúc bồng bột, cô mới có một cái suy nghĩ tiêu cực như vậy. Và mong rằng là cô cố gắng nghe kinh nghe kệ để mà sớm ngày được siêu thoát. Thì cảm ơn quá trời cảm ơn. Một hồi cái tự nhiên cái cô Lan ngã vật xuống dưới đất luôn. Thì cô Lan tỉnh dậy. Khi mà cô Lan của vừa mới tỉnh dậy đó, thì bà ngoại mới chạy tới mới hỏi rằng là con có nhớ gì không. Thì cô Lan lúc này bình thường nha, không còn bị điên nữa. Cô Lan cũng mới nói rằng là cô không nhớ gì hết. Cô chỉ nhớ đúng cái giây phút mà cô đã từng đi ra cái cây khế đó, cổ ngồi cổ khóc, cổ nhớ anh Quân thôi. Có nghĩa rằng là từ cái thời điểm đó là cô Lan không còn biết gì nữa cả. Cho tới khi mà tới được nơi này nè, thì mấy sư tụng niệm rồi mấy sư làm á, thì giống như là vong hồn của cô đó là trả hồn trả vía lại cho cô Lan đó. Cô Lan bình thường, cô Lan không bị điên luôn. Mà ngoại mới nói rằng lúc đó là thấy ở ngay cái cổ của cô Lan á, là có nguyên một cái vết lằn màu đỏ, giống như là vong hồn của cô đó nhập vào á. Thì lúc mà cô chết sau á, thì cái xác của cô Lan lúc đó là cũng bị những vết thương y chang của cái cô đó. Sau đó là những vị sư trong chùa là cũng tụng kinh này nọ các thứ, mong rằng là cổ sớm ngày được siêu thoát và gia đình thì yên ổn trở lại. Cứ tưởng rằng là mọi chuyện kết thúc rồi, nhưng không. Người tiếp theo gặp cái vấn đề về tâm linh là mợ của chị Linh. Mợ của chị Linh thì lấy cậu cũng lâu rồi, và mợ với cậu là có với nhau một cái người con trai lớn là anh Lâm. Bình thường là anh Lâm sẽ ngủ cùng với bà ngoại ở trên lầu, cậu với mợ là sẽ ngủ ở một cái phòng khác. Thì cái ngày hôm đó đó là cậu có một cái chuyến công tác, nên là mợ ngủ trong phòng có một mình thôi. Phòng của mợ thì ở gần với cái cầu thang. Ở trong phòng của cậu mợ là có thêm một cái cửa sổ nữa. Và cái cửa sổ này nè, nó nhìn ra cái hướng của cái khúc mà phía đằng sau nhà có cái ngôi chùa của người Hoa, mà mấy vị sư Nico ở trong đó đó mọi người. Buổi tối ngày hôm đó, mợ cũng đi ngủ giống như mọi khi. Nhưng mà mợ không ngủ được. Mợ cứ trằn trọc qua trằn trọc lại. Mợ thao thức hoài tới tận 2 giờ sáng luôn. Thì mợ mới nghĩ trong đầu rằng là ủa, bình thường á là mình ngủ rất là dễ, sao tự nhiên cái bữa nay á mình không ngủ được ta? Hay là do tại xa hơi ấm của chồng nên là thấy khó chịu. Thì mợ nằm qua lăn lại. Lúc đó đó thì mợ mới nhìn ra phía của cửa sổ, có một cái cơn gió nó thổi vào, làm cho từ đầu xuống dưới chân của mợ lạnh tê tái luôn. Mợ mới lấy một cái mền mợ đắp lên. Mà mợ mới nghĩ trong đầu rằng là ủa kỳ vậy ta, rõ ràng đang là cái tháng hè, tại sao lại có một cái cơn gió lạnh nó thổi vào như vậy. Thì đêm tối đó là có những cái tiếng của những con dế, hoặc là tiếng của ếch gì đó. Bỗng nhiên nha, tiếng dế, tiếng ếch, tiếng mà lá cây nó xào xạc á, mọi thứ nó im lặng hết. Mợ mới nghe thấy tiếng có két. Cái tiếng này là cái tiếng của ai đó đang đi lên trên cái cầu thang gỗ. Mà mợ nghe cái tiếng đó đó là mợ hình dung trong đầu là có ai đó đang từ ở dưới nhà đi lên. Thì mợ mới nghĩ rằng là chắc là hồi nãy ai đó đi xuống dưới nhà để mà đi vệ sinh. Nhưng mà mợ chợt nhớ lại, từ hồi đêm tối cho tới tận 2-3 giờ sáng là mợ không có ngủ được. Thì nếu như mà ai ở trên lầu đi xuống dưới để mà đi vệ sinh, thì mợ phải nghe thấy tiếng có két lúc mà từ ở trên lầu đi xuống dưới. Sao tự nhiên bây giờ lại nghe thấy tiếng có két từ ở dưới đi lên. Càng ngày cái tiếng đó nó càng gần với lại là cái cửa phòng của mợ. Cho tới khi mà nó im hẳn luôn. Có nghĩa rằng là ai đó đã đứng trước cửa phòng mợ rồi. Thì mợ tính là choàng người ngồi dậy để mà coi thử coi ai ban đêm ban hôm 2-3 giờ sáng mà lại đi lên trên lầu. Thì lúc mà mợ ngồi chồm vậy đó, tự nhiên cả cơ thể của mợ cứng đơ hết. Thần kinh nè, não bộ cho phép mợ biết rằng là mợ phải điều khiển bản thân để mà đi ra mở cửa coi thử là ai. Nhưng mà
vẫn không cử động được. Giống như là có hàng ngàn cái cánh tay á, nó đang níu giữ mợ lại ở trên giường luôn. Bất giác là mợ nổi da gà. Thì trong cái lúc mà đang hoang mang như vậy, tự nhiên cái tay nắm cửa phòng của mợ nó cạch 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 cạch. Là ai đang cố gắng để mà mở cửa? Mà trước khi ngủ á, là mợ đã khóa chốt từ phía bên trong rồi. Nhưng mà cái cánh cửa này nó vẫn mở ra. Từ 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 nó mở. Thì mợ nhìn thấy là nhân ảnh của một cái người đàn ông đứng ở ngay đó. Nhưng mà càng lúc thì ánh mắt của mợ càng quen với cái bóng tối đó. Thì mợ mới nhìn ra đó không phải là một người đàn ông bình thường, mà đó là một ông già. Một ông già đầu chọc lóc luôn. Cái khuôn mặt thì trắng bệch ra, đôi mắt thì đen hõm vào bên trong, một cách vô hồn đang đứng đó để mà nhìn mợ. Thì mợ sợ quá là sợ luôn. Mợ tính là la lên á, thì mợ la lên để mà cầu cứu. Thì cái cổ họng của mợ giống như là ai đó đang bóp nghẽn lại vậy đó. Mợ cứ u ớ như vậy. Bầu không khí trong phòng của mợ giống như là bị hút dần oxy á. Mợ không thở được luôn. Hai mắt của mợ bắt đầu là trắng giả lên. Miệng thì nước miếng nước mồm chảy ra, giống như là sắp chết tới nơi. Nhưng mà có lẽ là trời thương, là anh con trai của mợ là anh Lâm á, là anh ngủ chung với bà ngoại. Tự nhiên ảnh mắc vệ sinh, nên là ảnh mới đi ra khỏi phòng đi vệ sinh. Thì ảnh mới nhìn thấy là có một cái bóng người đứng trước cửa phòng ba mẹ của ảnh. Thì ảnh tưởng rằng là mẹ của ảnh, thì ảnh mới đi tới gần ảnh mới kêu rằng: "Ủa mẹ, mẹ, mẹ làm gì mẹ đứng đó vậy?" Thì cái lúc mà ảnh nói như vậy á, là cái bóng đó đó tự nhiên nó vụt chạy xuống dưới cầu thang luôn. Thì theo quán tính là anh này ảnh dí theo. Lúc mà ảnh dí là ảnh chạy ngang qua phòng của mẹ ảnh, thì ảnh không thèm nhìn vào bên trong. Ảnh dí xuống tận dưới nhà. Thì quay về cái khung cảnh mà lúc mà mợ đó đang ở trong phòng, thì mợ mới thấy là cái người đó bỏ chạy và anh Lâm chạy theo. Vừa lúc đó đó là ở phía bên cửa sổ, mợ mới nghe thấy cái tiếng mà niệm Phật Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Thì cả cơ thể của mợ là mềm nhũn ra luôn, và mợ thở lại được. Cái lúc mà mợ thở lại được á, thì mợ kiểu như là bị ho sặc sủa. Anh Lâm á, ảnh chạy xuống dưới nửa chừng thì ảnh nghe thấy tiếng mẹ của ảnh như thế, thì ảnh mới chạy ngược lại lên trên phòng. Thì thấy sắc mặt của mẹ là tái nhợt luôn. Ảnh mới vội là hỏi là: "Mẹ ơi, mẹ sao vậy, mẹ sao vậy?" Thì mợ lúc đó không có trả lời được. Mợ chỉ vội là nắm tay của anh Lâm rồi mới kêu: "Con ơi, con đừng có đi, con ở lại đây với mẹ đi, con làm ơn con ngủ lại với đây nhé, với mẹ một đêm đi, mẹ mệt quá mẹ chịu không nổi." Thì anh này anh vẫn chưa hiểu gì, và cái tâm lý của mợ lúc đó thì mợ vẫn chưa giải thích được, nên là anh Lâm anh ở lại ngủ với mợ vào cái đêm đó luôn. Cho tới sớm á, là anh Lâm cùng với mợ là đi qua cái ngôi chùa của những vị ni cô bên Hoa đó. Thì mẹ có kể là cái câu chuyện đó, thì mấy ni mới nói với mẹ rằng là cái vong đó đó là nó muốn lấy mạng của mẹ. Nhưng mà may mắn á, là mẹ đã sinh ra anh Lâm, mà anh Lâm này nè, cái số của ảnh rất là cao. Thế nên là đêm đó ảnh vô tình là ảnh đi vệ sinh, thì cái vía của ảnh là lấn át cái vía đó đó, nên là nó mới sợ nó mới bỏ chạy. Hên bởi vậy không xém nữa là mợ vong mạng luôn rồi. Sau rất là nhiều những cái sự việc tâm linh xảy ra trong gia đình, thì có một cái người bạn của bà ngoại á, lâu ngày không gặp. Cái bà này á, là thầy bói. Bà có biết về những chuyện tâm linh. Bà có tới nhà của ông bà ngoại để mà coi. Thì bà tới á, bà mới khuyên bà ngoại nha, là đừng ở cái nhà này nữa. Bà đi một vòng nhà bà mới nói á, đừng ở cái nhà này nữa. Cái nhà này nè là bị yểm rồi. Yểm là yểm mấy cái vong hồn ở trong đây á. Thế nên là khi mà gia đình của ông bà ngoại về đây để mà xây nhà ở đó, thì nhiều vong hồn lắm, rồi âm khí nó nhiều, nó cũng sẽ ảnh hưởng tới gia đình. Tốt nhất là bán cái căn nhà này đi, đừng có ở nữa. Thì bà ngoại mới nghe theo lời của người bạn, bà ngoại mới bán cái căn nhà này với một cái giá rất là rẻ cho gia đình kia. Thì cái gia đình đó dọn vào đây ở một thời gian, thì nhà nước là xuống dưới đây để mà quy hoạch. Nam nghe kể lại được á, là cái lúc mà nhà nước đập vỡ nhà của ông bà ngoại á, người ta đào đất ở dưới nền nhà, thì mới phát hiện ra ở dưới đó là có 5 cái quan tài. Mà 5 cái quan tài nó xếp theo cái hình giống như là ngôi sao vậy đó. Và người ta không có cúng kiến gì đâu, người ta đem về đây những cái con chó mà thuộc dạng là linh cẩu
cho những cái con chó này nè là xấu xé, ăn hết toàn bộ những cái linh hồn bị trấn yểm trên cái mảnh đất đó. Và kể từ đấy thì cái mảnh đất này nó bình thường trở lại mọi người. Và đây là toàn bộ cái câu chuyện của ngày hôm nay mà Nam muốn chia sẻ đến cho tất cả mọi người cùng nghe. Mọi người thấy sao về những cái câu chuyện này? Nhớ để lại comment cho Nam biết. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào những câu chuyện lần sau.